Thưa quý vị, quyết tâm đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo. Huyện Văn Bàn đang tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tổng thể nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân còn khó khăn về nhà ở, giúp bà con an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Thuộc diện hộ nghèo, gia đình chị La Thị Trí nhiều năm phải sống trong ngôi nhà tạm nhưng không có điều kiện làm mới. Tuy nhiên tháng 9 vừa qua, được nhà nước hỗ trợ 45 triệu đồng, cộng với khoản tích góp hỗ trợ của anh em và bà con lối xóm, gia đình sẽ có ngôi nhà mới kiên cố. Không có sự hỗ trợ của nhà nước thì nhà vẫn có làm nhưng mà vẫn chưa đủ điều kiện để làm lại nhà. Bây giờ được sự quan tâm của Đảng và nhà nước hỗ trợ giúp thêm thì nhờ anh em hàng xóm láng giềng nữa giúp nhau để làm căn nhà kiên cố hơn ạ, yên tâm để sản xuất kinh tế rồi ạ. Không còn phải sống trong những căn nhà rột nát và nỗi lo mỗi khi trời mưa gió, gia đình bà Hóa cũng như nhiều hộ nghèo khác ở xã Thẩm Dương rất vui khi được ở trong những căn nhà xây kiên cố. Khi tôi nhận được căn nhà là thoải mái yên tâm hơn, ở nhà trông nhà cho các con đi làm. Yên tâm hơn, không suy nghĩ gì nữa. Nhà nước hỗ trợ rất cảm ơn. Chung tay giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, cùng với tập trung huy động nguồn lực, huyện Văn Bàn chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo để triển khai phù hợp. Nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ năm 2019 đến nay, Văn Bàn đã hỗ trợ làm mới 170 nhà, sửa chữa 224 nhà, tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát vào năm 2025, cấp ủy chính quyền các xã và huyện đang tập trung chỉ đạo sát sao. Được một số trợ cái nguồn vốn này thì đã tiếp sức cho các hộ ổn định trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân và đã tác động rất lớn đối với sự phát triển của các hộ gia đình cũng như là địa phương nói chung. Chúng tôi đã có những cái địa chỉ hết sức là chi tiết và giao cho từng cái cấp ủy chi bộ từ thôn bản lên đến các cái cấp ủy các xã thị trấn để đánh giá cái khả năng của từng cái địa phương một, trên cơ sở đó tập trung huy động cái nguồn lực cho cái việc xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn. Huyện Văn Bàn cũng chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, tích cực huy động các nguồn lực để nhanh tiến độ, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành xóa trên 400 nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo.